của chúng mình. Chúng mình tái sử dụng đũa một lần để làm mô hình nhà, kéo và dao dùng để cắt và chẻ đũa. Chúng mình sử dụng súng bắn keo để ghép những chiếc đũa lại với nhau. Thước và bút để chúng mình đo đạc mô hình nhà. Và trong quá trình làm mô hình không thể thiếu đó là vân tay bảo hộ. Sau khi hoàn thành mô hình thì chúng mình dùng màu nước để tô màu cho mô hình. Sau đây xin mời các bạn theo dõi quá trình chúng mình làm mô hình.